Hey mọi người, hôm nay mình sẽ ăn thử cái món ốc núi nha mọi người Mình order được 2 ký ốc nè Ốc này thì mình thấy nó cũng hơi lạ nên order về ăn thử luôn Mình nhìn bề ngoài thì cũng hơi sợ một tí Nhưng mà nghe nói thì ăn rất là tốt luôn Sau khi nhận thì mình sẽ ngâm với nước Cắt thêm một tí ớt nữa thì mình ngâm tầm 2-3 tiếng gì đó Rồi mình đem đi luộc với gừng xả nha Vì ở nhà hết xả thì mình luộc với gừng thôi Cùng Thời gian đó mình sẽ làm trái nước mắm tỏi ớt để mình chấm ốc nè ớt và tỏi thì mình sẽ xoay nhuyễn vừa thôi rồi mình cho hai muỗng đường một xíu bột ngọt một trái chanh ít nước ấm để cho cái gia vị nó tan ra rồi mình cho thêm một ít nước mắm như là ok nha mọi người mình băm thêm tí gừng bỏ vô nó cho thơm nha ốc này thì rất là mau chín luôn mình luộc tầm 50 phút là chín rồi nè ốc này là cái nồi ốc mình mới nóng nóng mình mở nắp ra mình xem á để chắc chắn là ốc mình mua là tươi sống sau năm mười phút thì cái nồi ốc mình cũng chín rồi nè bây giờ mình lấy ra mình ăn thôi nha mình ngâm có hai ba tiếng thôi nên cái độ nhớt nó chưa hết hẳn luôn sau khi ăn thì mình cảm nhận cái ốc này thì ăn cũng được chứ không ngon lắm Bù lại thì nghe nói chất dinh dưỡng trong con ốc này thì rất là nhiều luôn Nhưng mà ăn thì so với ốc bu thì không ngọt bằng nha mọi người Thịt ốc thì không quá to luôn Ăn thì dai dai sực sực cũng tương tự như ốc bu thôi Nhưng mà cái điều nó không ngọt bằng thôi nha Nói chung là chấm với nước mắm thì vừa ăn nha mọi người Nhưng mà cái vỏ ốc thì nhìn hơi ghê một tí Tại nhìn nó lạ quá trời Và theo như cảm nhận của mình thì ốc này mình chấm tầm 7 điểm thôi nha